Kính thưa quý vị, ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng và nước ta nhằm tri ân tôn vinh người có công với cách mạng. Đây là chính sách đặc thù gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những người đã không tiếc thân mình, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với tình cảm và trách nhiệm đó, năm 1994, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được ban hành. Ngay từ khi mở đầu pháp lệnh này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trân trọng ghi rõ, Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn những người đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần người có công với nước và gia đình họ là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội. Để phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện ngày càng đầy đủ hơn chế độ này cho các đối tượng, sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, thay thế, năm 2020, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là văn bản quy phạm pháp luật đang được áp dụng trên cả nước. Về cái phần mà chăm lo cho gia đình chính sách của địa phương, cô thấy là các anh chị em rất là tích cực thăm viếng, rồi là lễ lộc đồ này nọ thì cũng rất là quan tâm, chăm sóc, thăm viếng khi ốm đau này kia, hoặc chế độ chính sách thì cũng rất là kịp thời. Tết nhất đồ thăm viếng rồi lễ lộc đồ này cũng vậy, mời về họp mặt thăm hỏi, mặc dầu ngân sách có hạn nhưng mà anh chị em rất cố gắng, nói chung là cô thấy cũng ấm lòng. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là về chế độ chính sách thì bây giờ nhà nước cũng còn hạn chế, nói chung là kinh tế mình cũng còn khó khăn, cho nên nhà nước đãi ngộ tới phần nào thì mình cũng nhận phần đó, mà địa phương cũng làm rất là kịp thời. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tổng cộng 45.035 đối tượng người có công được hưởng chính sách theo quy định pháp luật hiện hành. Trong đó có 38.416 đối tượng được hưởng theo quy định của pháp lệnh và còn lại được hưởng theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng tháng, tỉnh thực hiện chi trả chế độ cho trên 8.000 đối tượng người có công với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, dịp Tết của dân tộc, người có công luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành với tấm lòng tri ân vô hạn. Thì nói chung là cuộc sống của cô, của gia đình cô thì phải nói là được Đảng, được nhà nước rất là quan tâm. Còn như cô là 45 tuổi Đảng, chú 50 tuổi Đảng, thí dụ vậy, thì nói chung là bây giờ đi lên bệnh viện thì chỉ lên nằm thôi, chứ còn tiền thì không có phải bỏ ra. Đó, thì nói chung là trong cuộc sống của cô khi mà về đây thì phải nói là cũng được sự quan tâm của bên phòng thương binh, rồi quỹ ban. Nói chung là cũng rất là lo cho gia đình của cô. Nói chung gia đình cô thì cũng ổn. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 200.000 lượt người có công như bà Cộng được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, một trong những chế độ mà người có công được hưởng theo quy định. Mới đây, Nghị định số 55 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75 năm 2021 của Chính phủ, quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 9 năm 2023 với mức chi cao hơn hiện tại. Điều đó cho thấy hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công của nhà nước ta đang từng bước được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, để người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, như mục tiêu hướng đến của chính sách đặc biệt này.